Hùng yên tâm nhé. Cháu Minh đã có lão Phật gia Quách Đại Đức và phu nhân bảo trợ rồi. Đúng, họ còn muốn vinh danh nữ học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân của chúng ta nữa đấy. Cũng hy vọng là thằng bé có cuộc sống mới rồi, sẽ quên đi ký ức kinh hoàng. Tao cũng mong thế. Ôi, cơm ngon quá nhờ. Ê, ê, vào đây ngồi. À, thôi, tụi tôi sang bên này. Sao? Lại tương tư chàng anh hùng bí mật đấy à? Không, tao đang nghĩ tới em trai của thằng Tòng. Không biết sau này lớn lên nó sẽ như thế nào khi biết anh trai của nó giết cả gia đình mình. Mẹ! Con! Bố đâu rồi mẹ? Bố vừa đi ra sau vườn con ạ. À mà này, mẹ nghe loáng thoáng anh Phú ở công an phường, anh bảo thấy con đánh nhau với thằng Ngáo. Mà con nhà ai đấy con? Còn gái có đứa biết tí võ vẽ ra đường đánh nhau thế, ai người ta để ý nữa. Mẹ ơi là mẹ, đó là cậu học sinh Ngáo đá, bị ảo giác nên là cầm dao chém lung tung, chém chết cả gia đình cậu ấy đấy mẹ. Trời ơi, nguy hiểm như thế tại sao con đánh nhau với nó? Con đâu có đánh nhau, con chỉ tìm cách ngăn cản cậu ấy thôi. Ngăn thế nào được, nó cầm dao cơ mà. Lần sau ấy, thấy những chỗ đánh nhau ấy, con tránh xa ra, không thiệt đến thân đấy. Bà nói thế mà nghe được à? Con mình nó là công an, giữa đường gặp chuyện, nó ra tay như thế là đúng rồi. Nhưng nó là con gái. Con gái cũng là công an. Thôi, bố mẹ đừng có cãi nhau nữa. Con tranh thủ về chào bố mẹ, rồi chiều phải quay lại trường rồi đấy. Ừ, bố nghe chú Phú nói rồi. Bố dặn nhà mình phải kín miệng chuyện này, chờ sự chỉ đạo của cấp trên. Thế chiều con phải đi ngay à? Để mẹ nấu cơm ăn xong đã rồi đi. Vâng, con đói lắm rồi đây mẹ. Rồi mẹ nấu tí là xong thôi. Chưa nay được xem YouTube ấy, người dân quay bằng điện thoại post lên. Nhìn cái thằng nó hầm hố, chỉ vài đòn hạ gục thằng Tòng cho trước mắt. Bắt xong thằng Tòng xong ấy, nó bỏ đi luôn, không nhìn mặt đâu. Anh ta đeo khẩu trang, hành tung rất là bí ẩn, nhưng lại rất là giỏi võ. Mà dân giỏi võ vùng này chỉ có học trò của võ sư Ngô Xuân. Võ sư Ngô Xuân à? Ông ta là ai? Dạ, là đại võ sư Phái Nhất Nam, nhà ở gần trường tiểu học. Học trò của cụ rất là đông. Kẻ biết được anh chàng ấy là ai thì tặng cho anh ấy cái bằng khen. Hiệp sĩ đường phố bây giờ rất đáng biểu dương. Chúng ta không thể có mặt mọi lúc mọi nơi khi người dân gặp nguy hiểm, cho nên sẽ xác minh bằng được địa chỉ của cậu ấy nhé.